Xin chào anh chị và các bạn. Tỷ phú Charlie Munger, nhà đầu tư huyền thoại cũng như là nhà hiền triết trong giới đầu tư đã từng chia sẻ: không có người thầy nào giỏi hơn lịch sử trong việc dự đoán tương lai. Có những câu trả lời trị giá hàng tỷ đô trong cuốn sách Lịch sử giá 30 đô. Điều này đã cho thấy tầm quan trọng của việc đọc sách trong bất kỳ một việc gì. Đặc biệt trong đầu tư chứng khoán thì điều này lại càng quan trọng hơn, khi đọc sách có thể giúp chúng ta tìm hiểu, thu thập các kiến thức hàng trăm năm của hàng trăm nhà đầu tư được tập hợp lại, từ đó rút ngắn được thời gian học tập cũng như là thời gian để hướng đến thành công trong đầu tư cổ phiếu. Bởi vậy, trong cái chuỗi đầu tư giá trị từ A đến Z, ở phần thứ 8 này, AzFin muốn giới thiệu đến anh chị 5 cuốn sách đầu tư giá trị kinh điển nhất mà nhà đầu tư không thể bỏ qua. Hôm nay là ngày 9 tháng 11 năm 2023. Thì đầu tiên, AzFin muốn giới thiệu đến các anh chị đó là quyển sách Phân tích chứng khoán, tác giả Benjamin Graham và David Dodd. Thì Benjamin Graham là ông tổ của lĩnh vực đầu tư giá trị và cũng là người sáng lập ra hiệp hội CFA hiện nay rất nổi tiếng, cung cấp chứng chỉ cho những người hành nghề về phân tích tài chính. Về nội dung của cuốn sách này thì thứ nhất đó là phân biệt giữa đầu cơ và đầu tư như thế nào. Thì trước tiên chúng ta phải biết phân biệt, từ đó mới biết chúng ta là đầu tư hay đầu cơ, và để chuẩn bị để thực hiện cái việc đầu tư một cách phù hợp với bản thân cũng như có thể hiệu quả trong lâu dài. Thứ hai, đó chính là hiểu bản chất của doanh thu, lợi nhuận và xác định được số tiền mà một công ty kiếm được trong thời gian hiện tại cũng như kỳ vọng trong tương lai. Thứ ba là hiểu về bản chất hệ thống của bảng cân đối kế toán cũng như báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Thì ông ấy cũng chính là người thầy của Warren Buffett và được rất nhiều những nhà đầu tư giá trị trên thế giới mến mộ, và quyển sách này là một quyển sách không thể bỏ qua đối với một người muốn tham gia trở thành một nhà đầu tư giá trị. Quyển sách thứ hai chúng ta cần phải biết đến đó là Cổ phiếu thường và lợi nhuận phi thường. Tác giả là Philip Fisher. Thì ông này cũng là thầy của Warren Buffett và là người ảnh hưởng lớn nhất đến tư tưởng đầu tư của Warren Buffett cũng như Charlie Munger, người gọi là đội phó của Warren Buffett. Thì nội dung của cuốn sách này cho chúng ta biết, thứ nhất là phương pháp đầu tư theo gọi là lời đồn đại. Thứ hai là phương pháp xác định thời điểm mua và bộ lọc cổ phiếu, giúp chúng ta lựa chọn được những cổ phiếu tốt và thời điểm mua hợp lý. Thứ ba, phương pháp lựa chọn và đầu tư cổ phiếu tăng trưởng. Thì Fisher nổi tiếng chính là cha đẻ của trường phái đầu tư cổ phiếu tăng trưởng mà chúng ta vẫn thường được nghe đến ngày nay. Và tiếp theo, thứ tư, đó là 10 điều mà nhà đầu tư cần tránh để trở thành nhà đầu tư thành công. Và thứ năm, đó là 2 phương pháp đầu tư sinh lời an toàn nhất. Và những cái quyển sách này thì có thể nói là kinh điển của kinh điển. Và những nhà đầu tư giá trị thành công thì chưa một ai là không từng đọc những cái quyển sách này cả. Và đây chính là quyển sách thứ hai. Còn quyển sách thứ ba đó là quyển Trên đỉnh phố Wall. Tác giả là Peter Lynch, một nhà quản lý quỹ Fidelity Investment huyền thoại, đánh bại phố Wall trong nhiều năm với lợi suất không tưởng lên đến 29,2% trên năm cho cái quỹ của ông ấy. Và ông ấy đã xây dựng cái quỹ từ lúc chỉ có giá trị vài chục triệu đô lên đến hàng vài chục tỷ đô. Thì đây là một nhà đầu tư quản lý quỹ thực chiến hàng đầu ở trên thế giới. Và nội dung của cuốn sách gồm những vấn đề như sau. Thứ nhất, đó là 20 công việc cần làm để trở thành nhà đầu tư top đầu của phố Wall. Thứ hai là phương pháp tìm kiếm và đánh giá cơ hội đầu tư. Thứ ba là triết lý đầu tư túi 10 gang rất nổi tiếng của Peter Lynch. Và thứ năm, những sai lầm trong đầu tư và lời khuyên dành cho các nhà đầu tư không chuyên. Thứ sáu là bí mật đằng sau chỉ số PE, một chỉ số định giá quan trọng nhất của thị trường chứng khoán đối với các nhà đầu tư giá trị và cũng là phổ thông nhất đối với mọi nhà đầu tư có thể áp dụng. Và quyển sách thứ tư chúng tôi muốn giới thiệu ở đây đó là quyển sách Nhà đầu tư thông minh. Tác giả vẫn là người thầy của Warren Buffett, Benjamin Graham. Thì nội dung của cuốn sách gồm những phần như sau. Phần thứ nhất là 3 nguyên tắc đầu tư dành cho nhà đầu tư giá trị. Trong đó gồm có phân tích kỹ lưỡng doanh nghiệp trước khi đầu tư, chiến lược đa dạng hóa danh mục và lợi nhuận bất thường và lợi nhuận ổn định đối với đầu tư cổ phiếu. Phần thứ hai đó là bài học về tâm lý đầu tư ngài thị trường. Phần thứ ba là phương pháp đầu tư an nhàn, hiệu quả cao. Và phần thứ tư là những con số thống kê cho bạn góc nhìn khác về đầu tư. Tiếp theo, quyển sách thứ 5, đây phải nói là bộ sách thứ 5 thì đúng hơn, đó chính là Hòn Tuyết Lăn, nói về cuộc đời và sự nghiệp của tỷ phú Warren Buffett, nhà đầu tư thành công nhất mọi thời đại từ trước đến nay. Thì tác giả là Alice Schroeder, thì đây chính là một tác giả chắp bút viết sách cho ngài Warren Buffett. Thì nội dung của bộ sách Hòn Tuyết Lăn gồm những nội dung như sau. Thứ nhất là tuổi thơ và quá trình hình thành nên nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett. Thứ hai là hiệu ứng Hòn Tuyết Lăn trong đầu tư cổ phiếu. Thứ ba, những bài học triết lý sống đã biến Warren Buffett từ một cậu bé nhút nhát trở thành một nhà đầu tư huyền thoại với tài năng hùng biện cũng không kém gì các diễn giả hàng đầu trên thế giới. Và hành trình xây dựng nên đế chế Berkshire Hathaway. Từ đây chúng ta có thể thấy con đường mà tỷ phú Warren Buffett đi từ tay trắng trở thành tỷ phú huyền thoại của các huyền thoại như thế nào, và học hỏi được rất nhiều từ những cái câu chuyện ở trong những cuốn sách thực tế viết về toàn bộ cuộc đời và sự nghiệp của nhà đầu tư này. Trên đây là 5 cuốn sách mà AzFin muốn giới thiệu đến quý anh chị để có thể trở thành một nhà đầu tư giá trị. Anh chị lưu ý, đây đều là những cuốn sách bởi chính những nhà đầu tư huyền thoại nhất viết lên, hoặc là mô tả về cuộc sống, sự nghiệp mà do chính nhà đầu tư huyền thoại đó kể ra để có thể viết lên. Do đó cái tính chất thực tiễn là rất cao và tính chất chiến đấu ở những cuốn sách này là rất là hữu dụng đối với mỗi chúng ta. Và tiếp theo ở cái nội dung chuỗi đầu tư giá trị từ A đến Z, trong phần 9 sắp tới chúng tôi sẽ giới thiệu 5 phẩm chất của một nhà đầu tư giá trị thành công đến với quý anh chị, để từ đó anh chị có thể xây dựng cho mình những cái phẩm chất này và dần trở thành một nhà đầu tư giá trị thành công ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam của chúng ta, hoặc xa hơn có thể là ở trên thị trường chứng khoán toàn cầu. Thì xin chúc các anh chị có những cái nội dung hữu ích từ cái chương trình đầu tư giá trị từ A đến Z. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở nội dung thứ 9.